Một mã phải nói là siêu hot luôn các bác ạ. Dòng ếch tông ngon mà đợt này sale giá rẻ quá anh em ơi. Combo bộ 3 mã của ếch tông luôn. Máy khoan pin đầu kẹp 10 ly này. Rồi chuyên vít các kiểu luôn cho em. Combo luôn các bác ơi, quá là rẻ. Lại còn được tặng luôn một cái nước gài máy như thế này luôn này. Được tặng luôn có một bộ đấy, có mã này có cả vít bên trong luôn anh em ạ. Hàng ếch tông thì phải nói là ok, mà giá chất lượng ngon mà giá thành quá là hợp lý luôn. Ngày hôm nay anh em lên cho em combo 3 mã máy của ếch tông luôn. Giá chỉ có hơn 700k thôi các bác ạ. Đây, đầu tiên lên cho em mã chuyên vít này. Dòng chuyên vít chuyên tôn cho anh em nào đi thợ thuyền chinh chiến công trình luôn cho em. Nhỏ gọn mà lại siêu khỏe các bác ạ. Anh em nhìn cái đầu vít này. Đầu vít thì siêu xịn sò luôn anh em nha, 20 cấp trượt luôn. Mã khoan vít của ếch tông. Con này lực xít lên đến là 50 newton luôn. Hai tốc độ, tốc chậm 400 vòng và tốc nhanh là 1650 vòng. Trời ơi, cái dây đeo thì quá chuẩn luôn anh em ơi. Dây đeo ếch tông này, logo đập ếch tông luôn. Motor bộ Rolex không than và thiết kế như thế này. Có đường gân chống trơn trượt nên là anh em mặc đôi khi là các bác nhà mình làm anh em sử dụng da mồ hôi các kiểu nó cũng không bị trơn luôn các bác nha. Các bác nào ở nhà có pin chân phổ thông rồi, chân pin 4 phân dụng thì anh em lấy thân máy cho em này. Đây, thân vít cấp trượt các bác nghe rồi em tính máy này. Hai tốc độ nhanh chậm em có thể gạt trên thân cho em các bác nha. Vít cấp trượt à? Quá là ngon. Anh em nào muốn nhỏ gọn, ngon, khỏe, triển luôn cho em mã này nha. Giá thân máy 720k cho em thôi các bác ạ. 720 nha. Anh em sở hữu thân vít cấp trượt dòng của ếch tông, bao ngon bao xài mà lại là chân pin phổ thông, chân pin Makita luôn. Thực ra thì anh em nhà mình nếu mà các bác nào làm thợ chuyên nghiệp, thường thường là anh em rất là sẵn những cái dòng này, rất là sẵn những dòng pin chân phổ thông. Lấy luôn cho em cái thân máy, thân vít cấp trượt con này, mã máy này M21VT50CP, một trong 3 mã, combo 3 mã này. Bán thực sự là rất là chạy hàng luôn anh em nhé. Nó ngon mà nó lại quá là bẻo luôn. Công ty đang có triển khai chương trình giá sale rẻ rồi, 720 ngàn anh em nha. Còn anh em muốn khoan, Tôi làm trên trần, tôi làm thạch cao, tôi muốn đôi khi tôi khoan mồi nữa này, mà chỉ cần cái máy nhỏ gọn thôi, nhưng mà phải khỏe. Triển luôn anh em ơi. Khoan 2 chức năng này rồi là khoan 3 chức năng. Đầu kẹp 10 ly cho em anh em nha. Đây, khoan 2 chức năng và khoan 3 chức năng. Đầu kẹp 10 ly rất là ngon. Còn 3 chức năng này, lên cho 3 chức năng trước cho anh em này. 3 chức năng đầu thì đầu xi inox này. Đầu thực ra thì em rất là thích cái đầu này, rất là thích cái đầu xi inox của con khoan 10 ly 3 chức năng của ếch tông này anh em nha. 20 cấp trượt 3 chức năng luôn. Nhìn cái dây cũng đủ xịn sò rồi. Hàng này thì bao ngon cho anh em mình luôn này. Muốn nhỏ gọn nhưng phải khỏe mà lại dòng 3 chức năng thì anh em triển luôn cho em con này. Triển luôn cho con này. Dòng là dòng có búa luôn các anh nhá. Đây, dòng búa luôn. Con này thì lực của nó là moment xoắn là 50 newton anh em ạ. Chân pin phổ thông, chân pin M21, chân pin Makita cho em. Rồi, hai tốc độ nhanh chậm cho em. Tốc chậm 400 vòng và tốc nhanh là 1650 vòng anh em nhá. Đầu kẹp 10 ly 3 chức năng, giá cũng 750.000 thôi anh em ạ. Anh em có pin chân phổ thông, triển luôn các bác nha. Còn anh em nào mà tôi không cần búa, tôi không muốn phát sinh búa, tôi dùng tôi bắn những con nhỏ gọn, vật liệu mỏng, không muốn phát sinh búa, thì anh em lấy cho em cái con khoan 10 ly mà 2 chức năng, motor bảo Rolex không than cho em luôn. Con thân máy nào cũng sẽ được tặng một nấc gài máy cực kỳ là ngon, hàng xịn sò luôn. Đầu 10 ly các bác ạ, 20 cấp trượt và 2 chức năng. Moment xoắn lên đến là 50 newton anh em nhá, 50 newton luôn. Rồi, mã con này là mã là M21D1050BL. Anh em có thể nhớ mã cho em là con 2 chức năng hoặc con 3 chức năng hoặc nhớ giá cho em. Ra báo bên em là ok luôn. Combo 3 mã của ếch tông siêu ngon mà giá lại quá là bèo. Các bác nào đã có của pin chân phổ thông rồi, anh em có thể lấy cho em những thân máy này. Còn anh em nếu mà các bác mà anh chưa có pin, anh muốn có nhu cầu cả pin sạc của ếch tông luôn, có luôn anh em ơi. Đây, lên cho em này. Pin 2A 5 cell của ếch tông, chiếc pin phổ thông các bác ơi, có cả chốt, có cả cái báo pin.
có cả báo pin cho anh em mình luôn này. Và báo pin của Lipton thì bao chuẩn luôn. Pin 2A 480.000. Rồi, các bác nào mà muốn nhỏ gọn lấy quả 2A cho em. Nhỏ gọn để cầm trên cao, các bác làm trên mái, làm trên trần rất là tiện luôn. Hoặc không thì các bác muốn là làm nặng nhọc, làm được nhiều, làm được lâu, lấy quả 4A anh em ơi. 4A chống cháy luôn, vỏ chống cháy các bác nha. Báo pin thì quá là chuẩn luôn, hai vạch là hai vạch chứ không như gọi là nhiều cái sản phẩm thì báo pin nó không chuẩn lắm, vì nó làm cho nó trang trí ấy. Đây là báo chuẩn nha các bác nha. 4A chống cháy 820.000. Hoặc là các bác mà tôi có pin, anh có muốn mua thân máy, mua sạc thì em có bán không? Bán luôn anh em ạ, bán luôn. Sạc cho em sạc bàn 2,4A của Lipton. Chân phổ thông, các bác nào mà ở nhà đã có những cục chân phổ thông rồi, có nhiều máy rồi, mua lấy sạc, chuyển luôn sạc này cho em 250.000. Ôi, anh em mà có nhu cầu mua pin, mua sạc hay mua cái gì đó, có thể liên hệ qua bên em các bác nhá. Thực ra thì các bác lựa chọn máy móc sẽ tùy theo cái nhu cầu công việc. Chẳng hạn anh bán vít nhiều, vít tôn nhiều, ok, anh bán vít lặt vặt, anh bán vít tôn, anh muốn nó nhỏ gọn mà nói chung là nó cầm nó khỏe, ở nhà anh có pin rồi, lấy luôn cho em. Anh muốn làm vật liệu mỏng thôi, anh không muốn phát sinh búa thì lấy con 2 chức năng. Mà anh muốn con máy 3 chức năng nhưng mà phải nhỏ gọn để anh cầm nó đỡ mỏi tay thì lấy dòng này cho em. Thực ra là công ty rồi là nhà máy họ sản xuất các cái mã sản phẩm khác nhau để tùy theo phục vụ cái nhu cầu của từng công việc của từng các bác thợ nhá. Nên là anh em nào, các bác có nhu cầu mã nào, anh em alo trực tiếp cho em. Rồi, các đầu số em đã để trên màn hình rồi anh em nhá. Tất cả các sản phẩm bên em, hàng này phải nói là hàng Lipton thì bao ngon luôn rồi. Bảo hành 6 tháng cho anh em nhà mình luôn nha. Hàng này bao sử dụng luôn. Nên là anh em nào có nhu cầu các bác alo trực tiếp cho em. Và các bác quan tâm bên em thì có thể đăng ký kênh để có thể cập nhật này những cái video clip, có thể để em xả hàng, có thể để em lên video mới đó. Nên là các bác quan tâm thì cũng có thể đăng ký kênh anh em nha. Và em xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào và tạm biệt tất cả các anh em ạ.